Thưa quý vị, các người hâm mộ của đội bóng football Seattle Seahawks đã đổ xuống đường phố Seattle để chào mừng. Các người hâm mộ của đội bóng football Seattle Seahawks đã đổ xuống đường phố Seattle để chào mừng chức vô địch đầu tiên Super Bowl sau khi đội Seahawks đã đè bẹp đội Denver Broncos với tỷ số là 43-8 trong trận đấu Super Bowl lần thứ 48 tại sân vận động MetLife, Rutherford, New Jersey diễn ra vào ngày Chủ nhật vừa qua. Theo các nhà phân tích thì kết quả này đã làm cho giới cá độ cháy túi vì trước trận đấu đa số nghĩ rằng Broncos sẽ thắng ít nhất là 2 điểm. Đây cũng là tỷ số cá độ của Las Vegas. Thậm chí là trong cuộc phỏng vấn với ký giả Bill O'Reilly của đài truyền hình Fox, đài truyền hình trực tiếp trận Super Bowl, Tổng thống Barack Obama còn dự đoán kết quả rất sát nút dù không cho biết là đội nào sẽ thắng. Broncos là đội chơi tấn công hay nhất NFL vào mùa bóng này, trong khi Seahawks là đội chơi phòng thủ hay nhất. Xuyên suốt trận đấu, Seahawks đã chứng tỏ là họ có dàn phòng thủ hay nhất NFL. Các cầu thủ Seattle đã khóa chặt dàn tấn công do quarterback Peyton Manning chỉ huy. Khi trận đấu sắp chấm dứt, nhiều người bắt đầu thắc mắc về số phận của cầu thủ Peyton Manning, quarterback của Denver. Anh được Broncos đưa về để lấy chức vô địch Super Bowl và anh đã chứng minh là suốt mùa bóng vừa qua với 13 trận thắng, 3 trận thua trước trận đấu vào hôm Chủ nhật. Cũng vì chọn Peyton Manning mà Denver Broncos phải để cho quarterback trẻ trung là Tim Tebow ra đi và bây giờ là làm bình luận viên thể thao cho một đài truyền hình. Cầu thủ linebacker Malcolm Smith của Seattle được trao cho danh hiệu MVP, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Khác với các trận đấu khác, thường thì quarterback được chọn làm MVP, nhưng trận đấu này thì lại ngược lại vì danh hiệu này thuộc về một cầu thủ phòng thủ.